Sáng ngày 5 tháng 9, tại xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến dự lễ khánh thành công trình đầu tư xây dựng các tuyến ống nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tân Phú Đông. Theo đó, công trình đầu tư xây dựng các tuyến ống nước sinh hoạt được lắp đặt 8 tuyến ống nước đến địa bàn 5 xã của huyện Tân Phú Đông để phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 334 hộ dân. Công trình này do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa vận động doanh nghiệp tài trợ. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc đầu tư xây dựng và đưa công trình đường ống nước trên địa bàn huyện Tân Phú Đông vào phục vụ người dân ngày hôm nay là một trong những minh chứng sinh động cho những bước phát triển của huyện, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của chính quyền huyện Tân Phú Đông, của các doanh nghiệp trong đầu tư, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thì việc mà đầu tư công trình ống nước trên địa bàn Tân Phú Đông phục vụ nhân dân, đây là một cái sự minh chứng cho sự phát triển của địa phương của chúng ta, đồng thời cũng là bắt minh chứng cho cái đoàn kết ý Đảng lòng dân trên dưới đồng lòng, và cũng là cái sự chứng minh cho cái việc là nguồn đầu tư, có những cái nguồn đầu tư nhà nước, nguồn đầu tư xã hội hóa, vận động các mạnh thường quân của chúng ta để cho quê hương của Tân Phú Đông chúng ta phát triển được ngày hôm nay. Cũng trong sáng cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, trao quà cho các em học sinh và các hộ nghèo trên địa bàn huyện Tân Phú Đông.